Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Vina Organic. Mình là Thùy Trang. Cơm củ rong biển hay kimbap là một món ăn không còn quá xa lạ gì đối với chúng ta, phải không nào? Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong siêu thị, nhà hàng hay các quán ăn. Làm thế nào để tạo ra các cuộn cơm đẹp và ngon nhưng vẫn đảm bảo được số lượng lớn? Hiểu được nhu cầu của khách hàng, kỹ sư của Vina Organic đã chế tạo thành công thiết bị ép kimbap sushi bằng tay, giúp việc ép cơm không chỉ dễ dàng mà còn nhanh gọn. Và đây chính là thiết bị ép cơm mà mình nhắc đến với mã model là ESS25. Mình sẽ nói rõ hơn về cấu tạo cũng như ưu điểm của thiết bị này ngay nhé. Đầu tiên nói về mặt thiết kế, thiết bị ép được thiết kế nhỏ gọn, 100% là máy cơ học, không cần phải tháo ráp, không sợ bị hư hỏng. Đế thiết bị được làm từ inox 304 chống rỉ, có khả năng chịu nước tốt khi phải vệ sinh thường xuyên. Khuôn nhựa PE chống dính, giúp dễ dàng lấy cơm ra khỏi khuôn cơm. Thiết bị nhỏ gọn này sẽ bao gồm tay cầm, cơ cấu gấp, khung đỡ. Ngoài ra còn có một cái khung định hình đi theo máy như thế này. Các chi tiết nhỏ được lắp cẩn thận vào nhau để khi gấp không quá cứng hay là bị trượt. Về vận hành, đầu tiên chúng ta cần kiểm tra các bộ phận của thiết bị đã đủ chưa. Kiểm tra bề mặt của thiết bị có phẳng không và phải vệ sinh bề mặt ép. Sau đó, chúng ta tiến hành đặt miếng rong biển lên trên bề mặt, đặt khung cơm vào. Có một lưu ý là khung cơm có một lỗ tròn thì lỗ tròn này sẽ quay về phía mình. Tiến hành trải đều cơm. Sau khi cơm được trải đều thì các bạn lấy khung ra, bỏ nhân vào và gấp lần một để tạo hình cho cuộn cơm. Sau khi gấp lần 1, ta gỡ ra và xoay cuộn cơm theo hướng 90 độ về phía mình để gấp lần 2. Sau khi rong biển dính đều thì lấy cuộn cơm ra, dùng dao cắt theo kích thước mong muốn và kết thúc quá trình. Nghe thì có vẻ là phức tạp, nhưng khi các bạn làm quen tay thì rất là dễ, chỉ mất 10 phút đầu để các bạn làm quen thôi. Qua video này, hy vọng quý khách hàng sẽ có nhiều thông tin hơn về thiết bị ép kimbap sushi của chúng tôi. Nếu các bạn còn bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Vina Organic qua số hotline trên màn hình. Còn bây giờ, Vina Organic xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.